mà hai cháu là cháu nội cháu Đức cháu Mạnh cháu nội của bà mời bà ơi mà giờ này anh em chúng cháu còn ở đây phương xa nước bạn quê người Nhật Bản xa xôi núi sông cách trở ngàn trùng mời bà nội ơi trông về quê cha đất mẹ mà nỗi lòng chúng cháu còn đau mời bà ơi bà kẻ bị than thì anh em chúng cháu là Đức Mạnh có mê ở đời mà mấy lời chúng cháu tan thở gọi bà nói mà đau lòng
thế giờ đây các cháu ngoại có mấy mà mấy lời chị em mà chúng cháu ngồi bà ngoài ơi bà là cây đại thổ mùa xuân đi quanh năm tỏa mắt mà để cho chúng cháu đi xa về gần mà chị em chúng cháu còn có bà điều hơn nghe thiệt đi chết sau mà luân thường đạo lý đã câu trên cơ sở 7, chúng tôi
cùng ngõ xóm với con trai và con dâu của cụ được tin cụ đã từ trần. Đoàn chúng tôi hôm nay có lễ về kính dâng lên viếng hương hồn cụ và có lời chia buồn sâu sắc nhất với gia đình tang chủ để tưởng nhớ tới cụ. Trước lúc đi xa, tất cả đoàn chúng ta một phút mặc niệm bắt đầu. Trong cháu là cháu Huyên, cháu Hậu, cháu Nét, cháu Tùng là con của mẹ chuyến mà giờ này. Ôi mà ơi, mà trẻ em chung cháu bận nề kèm mà lẻm mê thương lôi nhớ thì trẻ em chung cháu có mây ở đây. Mấy lời gọi bà ngoại cháu ngoài của bà, mời bà ơi, mà chị em chung cháu tại nhân đôi đau lòng, mà chung cháu có ngờ đâu nay bà về chốn non đỡ bồng. Mà non bồng xa khơi nước có nguồn thì sông kia mới chảy mạn, thóc vàng có cây tài mới trổ bông. Ôi bà ơi, tổ phạm hòa phú cho tới bậc thánh hiền, mà hệ chung cháu nhà ơn đức tổ tiên ông bà nội ngoại mà dày công vun đắp thế mới lên thân người. Mời bà ngoại sống ở trên đời. Ôi bà ơi, bà như cây cả bóng cao, bà là cây đại thụ mùa xuân quanh năm tỏa mắt mà để cho chúng cháu đi xa về gần. Mà chị em chung cháu còn đi có mà điều hôn đẻ thẹt thì trước sau luân thường, mà khi luân thường đạo lý
mà bà dạy bảo chúng cháu từng nghĩ to từng nghĩ đời. Bởi bà ngoại nghĩ bà vất vả gian nan nổi trình. Bởi bà ơi, suốt cuộc đời bà sống mà vì cháu vì con mà bà đâu có ngại mỏi mòn, mà mỏi mòn tận mỹ thân suốt cuộc đời bà cũng chỉ mong cháu quả nở xuân rồi để cho anh em con cháu mà nội ngoại khuya sớm được kết đoàn, mà kết đoàn bên nhau. Rồi chúng lại tìm được thấy nhau mà huynh hậu lễ tùng chúng cháu mất bà rồi. Mấy bà ơi, bà tớ lấy trở cho mãi mãi về sau thì chỉ em chúng cháu còn nghe đâu thấy tiếng mà tìm mi đâu thấy người, mà còn đi đâu tiếng nói giọng cười, mà còn đi đâu khuya sớm nhưng nghĩa đời, mà những lời bà dạy bà khuyên đi. Đối lòng đau do cháu Minh Tường và qua lễ càn bái biển trước vong linh và chia buồn cùng tăng quyến cũng như cúc chúc thổ xuôi đỏ tây chúc về lây cảnh Phật Vân Du của thượng thành thơi lây cõi thọ. Kính thưa hương hồn hà cổ, anh em trong quan đoàn nhạc hữu xã Kim Tân cùng đồng nghiệp với con rể tuyển của cụ nhận được tin cụ trăm tuổi về cõi hạ, chúng con về đặt vòng hoa tươi, thắp lên một tuần nhang, kính viếng hương linh cụ, cầu chúc cho cụ về nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu, và cũng là đồng nghiệp với quan rể tuyển của cụ lễ hai lễ kèn để đáp nghĩa người mẹ kính yêu. Sau đây xin trân trọng kính mời. Oh,
được chia buồn cùng Tăng Quyến. Xin kính chúc cổ an giấc nghỉ ngàn thu. Vâng, bây giờ là phần đối oán đậm
và xin chia buồn cùng gia đình tang quyến. Xin mời gia đình con cháu của cụ vào bên linh cứu. Xin mời các quý khách cùng toàn thể nhân dân trở về phòng tang, ban tổ chức lễ tang, tổ chức lễ an táng cho cụ Phạm Thị Bình. Tôi xin trân trọng giới thiệu ban tang lễ thôn Phủ Đại Hai được thành lập gồm các ông bà có tên sau: một, ông Bùi Khánh Hòa, trưởng thôn làm trưởng ban; hai, ông Phạm Văn Toán, phó thôn làm phó ban; ba, ông Ngô Gia Thảo, trưởng ban mặt trận khu dân cư thôn Phủ Đại Hai làm thành viên; bốn, bà Trương Thị Thị, ban chi hội người cao tuổi cơ sở 7 là thành viên; năm, ông Đồng Văn Thương, chi hội cựu chiến binh là thành viên; sáu, bà Đồng Thị Biên, ban chấp hành phụ nữ cơ sở 7 là thành viên; bảy, ông Đồng Văn Điểm, ban chấp hành chi đoàn và thành viên; tám, ông Nguyễn Văn Trân, đại diện gia đình. Vào tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Khánh Hòa lên thắp hương vĩnh biệt cụ. Kính thưa nguồn cụ Phạm Thị Bình, kính thưa các vị đại diện cho chính quyền, ban mặt trận, các ban ngành trong và ngoài địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quý khách xa gần, cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang chủ, chính quyền, ban mặt trận khu dân cư thôn Phủ Đại Hai, xã Kim Lĩnh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, nhận được tin buồn của gia đình ông Nguyễn Văn Trâm, vô cùng thương tiếc báo tin ông có người mẹ là cụ Phạm Thị Bình, sinh năm 1921, sinh quán tại cơ sở 1, thôn Phủ Đại 1, xã Kim Lĩnh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, thường trú tại cơ sở 7, thôn Phủ Đại 2, xã Kim Lĩnh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Cụ là hội viên người cao tuổi Việt Nam. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được gia đình, con cháu chạy chữa thuốc thang, các đoàn thể, họ hàng, làng xóm đã đến thăm hỏi. Song vì tuổi cao sức yếu, cụ không qua khỏi. Cụ đã tạ thế vào hồi 23 giờ 35 phút ngày 14 tháng 10 năm 2020, tức là ngày 28 tháng 8 năm Canh Tý. Cụ hưởng thọ 99 tuổi. Lễ khâm niệm được tổ chức vào hồi 13 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2020. Lễ viếng vào hồi 14 giờ cùng ngày. Lễ tang, lễ an táng được tổ chức vào hồi 7 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2020, tức là ngày 1 tháng 9 năm Canh Tý. Đến phúng viếng và chia buồn với gia đình tang chủ gồm các lễ viếng sau: một, gia tộc của Nguyễn Văn; hai, gia tộc của Phạm Văn; ba, ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc xã Kim Lĩnh; ban công tác mặt trận thôn Phủ Đại Hai; ban chấp hành hội người cao tuổi xã Kim Lĩnh; hội người cao tuổi cơ sở 7 thôn Phủ Đại Hai; chi bộ thôn Phủ Đại Hai; tổ tế Phủ Đại Hai; hội phụ nữ cơ sở 7 thôn Phủ Đại Hai; cụm dân cư số 10 cơ sở 7 thôn Phủ Đại Hai; hội cựu chiến binh xã Kim Lĩnh và phân hội 3, phân hội 7 thôn Phủ Đại; hội hưu trí địa phương xã Kim Lĩnh; tổ hưu trí thương binh bệnh binh cơ sở 7; hội đoàn kết cơ sở 7 thôn Phủ Đại Hai; hội giáo viên mầm non xã Kim Lĩnh; hội đồng ngũ tháng 10 năm 1978; hội đồng mông khóa 1980-1981, công ty cổ phần công nghiệp Sài Gòn Hải Phòng; công đoàn công ty ta Ayahri Villa; tổ bảo vệ công ty ta Ayahri Villa; tập thể đội bảo vệ
SHB, Hội Đồng Ngũ tháng 2 năm 1986, Hội Cơ khí huyện Kim Thành, Đoàn Nhạc Hiếu Kim Tân. Với sự thương tiếc vô hạn và tình cảm sâu nặng, họ hàng làng xóm, các gia đình, thông gia, liên gia, bạn bè, đoàn thể đã đến thắp nén hương hồn cụ Phạm Thị Bình và chia lời sâu sắc tới gia đình tang tử. Tiếp theo phần tang lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Khánh Hòa, trưởng ban tang lễ, lên đọc tiểu sử sinh thời của cụ. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Bình, kính thưa các vị đại diện cho đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương xã Kim Đình, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thân tình nội ngoại, thân bằng cố hữu gần xa của gia đình tang chủ, thưa toàn thể nhân dân, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang thôn cụ Đại Hai, tôi xin đọc tóm tắt tiểu sử lúc sinh thời của cụ. Cụ Phạm Thị Bình sinh ngày 5 tháng 10 năm 1921, sinh quán cơ sở 1, thôn Phù Tải 1, xã Kim Đình, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Chú quán tại cơ sở 7, thôn Phù Tải 2, xã Kim Đình, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Cụ là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, sinh ra và lớn lên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, sống dưới thế độ thực dân phong kiến nên cuộc sống của người dân thật là khổ cực. Sống trong một gia đình thuần nông vất vả, được bố mẹ nuôi dưỡng, lớn lên trưởng thành và xây dựng gia đình với cụ ông là cụ Nguyễn Văn Chấm, người cơ sở 7, thôn Phù Tải 2, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và sinh sống tại địa phương cho đến nay. Cụ có 6 người con, trong đó có 5 người con trai, 1 người con gái. Cụ có 5 người con dâu, 1 người con rể. Cụ có 52 cháu chắt nội ngoại. Trong những năm tháng cụ sống tại địa phương, cụ có lối sống giản dị, tích cực lao động sản xuất, tham gia sinh hoạt các tổ chức xã hội đều đặn, chăm lo cho gia đình, nuôi dạy giáo dục các con, các cháu khôn lớn trưởng thành, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mọi quy định của địa phương cũng như thôn xóm. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và bảo vệ tổ quốc, cụ đã tham gia công tác nhà trẻ và cụ đã động viên được 3 người con trai của cụ lên đường bảo vệ tổ quốc. Các con của cụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân đội, nay đã trở về địa phương tích cực tham gia lao động sản xuất xây dựng quê hương. Kính thưa phòng tang, 99 tuổi vàng tuổi bạc, tảo tần sớm hôm phấn đấu nuôi dưỡng giáo dục các con các cháu xây dựng trưởng thành, cụ đã có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Đó cũng là tâm nguyện của cụ trước lúc nhắm mắt ra đi về nơi vĩnh hằng. Giờ đây cụ Phạm Thị Bình vĩnh viễn ra đi không còn nữa, giờ phút chia ly thật xót thương đoàn thể, họ hàng, nội ngoại mất đi một hội viên tích cực, các con mất đi một người mẹ yêu quý, các cháu mất đi một người bà, người cụ thân kính, xóm làng vắng bóng một thành viên gần gũi. Đây cũng là sự mất mát to lớn của gia đình tang chủ. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Bình, sáng nay trong lượng tiếc thương vô hạn của gia đình tang chủ, sự ngậm ngùi của phòng tang với việc tổ chức lễ tang trang trọng này, có đầy đủ các vị đại diện cho đảng, chính quyền, đoàn thể thôn Phù Tải 2 và địa phương, cùng các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách gần xa, bà con thôn xóm và toàn thể nhân dân, họ nội, họ ngoại, thân bằng cố hữu, các gia đình thông gia, liên gia, các cơ quan xí nghiệp, nơi ở và công tác của bạn bè, anh chị em, con cháu cụ đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ an táng cụ Phạm Thị Bình. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin chân thành cảm ơn và có lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình tang chủ.
Kính thưa ban tổ chức lễ tang và toàn thể nhân dân, trước lúc tiễn biệt cụ Phạm Thị Bình về nơi an nghỉ cuối cùng, để tưởng nhớ tới năm tháng cụ sống lao động tại địa phương, tôi đề nghị các quý vị cùng toàn thể nhân dân đứng dậy dành một phút tiễn biệt cụ. Một phút mặc niệm bắt đầu. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo phần tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện gia đình lên đáp tử. Lớp nhìn tấm ảnh thương thờ, ôi thôi mẹ đã gọi đi mất rồi. Mẹ đi, chúng con, chúng cháu, quê hương cầu mong cho cụ này nên cha hạc về cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa toàn thể nhân dân, trước linh thiêu hắc hồn của mẹ tôi là cụ Phạm Thị Bình, hội viên hội người cao tuổi cơ sở 7, đồng hội viên hội người cao tuổi Việt Nam, lời đầu tiên tôi thay mặt cho gia đình, cho anh em chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cô, các ông, các bà họ nội, họ ngoại, thân bằng cố hữu gần xa, các ông, các bà thông gia, niên gia của mẹ tôi và của anh em chúng tôi. Các ông, các bà đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của cơ sở 7, của thôn Phủ Tài 2, của xã. Các ông, các bà đại diện cho các cơ quan đoàn thể trong xã và ngoài xã, cùng toàn thể nhân dân đã mất chút thời gian đến chia buồn, dự lễ, làm lễ, an táng sau đây cất táng mẹ tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi rất chân thành cảm ơn nhiều và nhiều lắm. Sau khi đưa mẹ tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng mồ yên mã đẹp, một lần nữa tôi thay mặt cho gia đình, cho anh em chúng tôi, cho con cháu chúng tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà về tại nhà hồng thang để xơi trầu uống nước, để anh em con cháu chúng tôi xin được đa tạ hầu tiếp lần cuối. Xin chân thành cảm ơn nhiều và nhiều lắm. Lễ an táng cụ Phạm Thị Bình đến đây là kết thúc. Xin kính mời hội lao cao tuổi vào chấp lệnh, lực lượng anh em trẻ con cháu cụ đưa linh cứu cụ ra xe. Đã đến giờ di chuyển linh cứu của cụ Phạm Thị Bình về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời đội chuyên linh cứu bắt đầu. Kể từ đây, mẹ đã
mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi mẹ đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa mẹ tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói: sinh ly giữ từ biệt, từ cổ tị toan tân. Nghĩa là sự chia ly giữa kẻ sống và người chết từ cổ đến giờ đều thấy cay ở mũi. Ngày nay một bậc vĩ nhân của nước ta cũng có câu: đành rằng sự mất còn là luật chung của tạo hóa, nhưng gặp lúc sinh ly tử biệt thì khó mà ngăn nổi nỗi xót thương. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đau chảy vào trong. Đến với lễ tang mẹ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, mẹ luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi mẹ đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tang quyến như một nhà thủy chung như nhất. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng đang tung bay dợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô dòng người. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian kéo dài buổi tiễn đưa mẹ về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay có đông đủ bà con, anh em, cô dì, chú bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương trong dải dầu mưa sớm.
trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng mẹ lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn của đoàn nhạc hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng, vang vào một vùng quê dạo rực trong tim, rung động lòng người. Con đường từ đây vắng bóng người, những chiều nhàn tảo bước dạo chơi, ngắm cảnh quê hương đang đổi mới. Giờ đã chia xa cảnh với người, người đi cảnh vật cũng âu sầu, rì rào cây lá rụng buồn đau. Quên sao người đã từng gắn bó, chưa tối từ đây biết tìm đâu. Đây cảnh xóm làng đất quê xưa, hòa cả lòng người đau tiễn đưa. Đưa mẹ, đưa cô về nơi ấy, mỗi bước đường đi mắt nhòa mưa. Đưa linh cữu mẹ ra nơi tĩnh địa, nghi trượng thật trang trọng chan chứa tình người. Một rừng khăn trắng đưa tang, người đi con cháu dân làng tiễn đưa. Dẫn đầu rực rỡ chướng cờ, gió đồng thổi nhẹ trời đưa mẹ cùng. Tiếp theo là cỗ Phật đình, các già dẫn bước vong linh mẹ hiền. Thoát cõi trần đến non tiên, thành thơi tọa lạc đài sen nghìn đời. Thời gian năm tháng rồi sẽ qua đi, nhiều sự việc rồi sẽ đưa vào quên lãng. Nhưng chắc rằng con cháu của mẹ sẽ còn nhớ mãi sự việc diễn ra trong ngày tang lễ. Một ngày tiễn mẹ đi xa, thiên thời địa lợi nhân hòa, mẹ ơi, cứ như sắp đặt của trời, tang ra bối rối có người bảo ban, lo cho mọi việc chu toàn, biết bao tình cảm chứa chan tình đời. Lễ tang đưa suốt đường dài, họ hàng làng xóm chan hòa thật đông. Chướng cờ bay đón gió đồng, khăn tang trắng xóa nặng lòng người đưa. Trời đất an ủi chúng con, bạn bè thân hữu một lòng tiễn đưa. Mẹ đau trời đất nổi giông, mẹ đi trời muốn an lòng người đưa. Đất lành phong cảnh người xưa, sinh thành vạn thế đón đưa ân tình. Con như thấy sự hiển vinh, tổ tiên họ tộc nhà mình danh thơm. Bao đời manh áo bát cơm, cháu con ghi tạc công ơn mẹ già. Dù ở gần hay ở xa, quê hương nguồn cội vẫn là ở đây. Một vùng thơm thảo hương bay đất lành, từ đây khắp một chữ danh, người xưa nay đã trở thành cổ nhân. Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất làm bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải qua bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở
đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng thu. Nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Ôi đau đớn lòng con, mẹ đã về thẳm sâu lòng đất. Con ở miền trần chạnh lòng thương nhớ, âm dương cách nẻo bỗng chốc nghìn thu trong một phút. Nhìn qua đống đất dạ dầu dầu, trời đất xa vời đã dành ba thước định trăm năm. Cả biến ân tình lòng bỡ ngỡ, vời trong chín tầng mây phủ ba thước đất đẻ. Cảnh tình lai láng thương nhớ thảm thê, thế là mẹ đã về nơi tiên thất. Âm dương ly biệt muôn lòng xót xa, vắng mẹ già cạnh nhà lạnh lẽo, còn thấy đâu trên nẻo đường quen. Sớm hôm tối lửa tắt đèn, còn đâu bóng dáng thân quen mẹ về. Thế là hết mẹ đi, đi mãi, công đức dày để lại cháu con. Ơn người ví tựa Thái Sơn, cho dù bể cạn con còn ghi sâu. Mẹ ơi, con tìm mẹ tìm đâu thấy nữa, cảnh chia ly muôn thuở lòng đau. Xa người con nhớ mãi câu, tình thân nghĩa tử trước sau khôn cùng. Vĩnh biệt người tình chung khôn sẻ, già đi vui con trẻ đau lòng. Tình sâu về cả khôn đăng, thương người con cháu muôn dòng lệ rơi. Nghìn lần lạy mẹ, mẹ ơi, chúng con mong mẹ ngập cười ngàn thu. Trong nguồn chảy dài